Thế hôm nay bạn đi đến là tái khám định kỳ và bố mẹ mong muốn là được bôi Vesiflor. Thế thì nhiều bố mẹ nghĩ rằng cái việc bôi Vesiflor dự phòng sâu răng chỉ dành cho các cái bạn nhỏ mà từ 5 đến 7 tuổi cho các con vệ sinh kém. Tuy nhiên thì cái việc mà bôi Vesiflor không chỉ dừng lại ở độ tuổi đó mà cứ các bạn nào thuộc cái đối tượng mà men răng kém, nguy cơ sâu răng cao thì chúng ta đều nên bôi Vesiflor. Thế thì chúng ta sẽ cùng hỏi xem là Nguyên Khôi ơi, Nguyên Khôi bôi Vesiflor bao giờ chưa? Con bôi một lần rồi ạ. À, bạn Nguyên Khôi bôi một lần rồi. Vậy thì tức là bây giờ đang hiện tại thời điểm là của tháng 8. Thế thì một năm thì các bạn nên bôi Vesiflor là 2 lần, tức là cách nhau 6 tháng một lần. Thì Nguyên Khôi nói năm nay là bạn bôi một lần rồi, chắc đây là lần tái khám thứ hai đến lịch của bôi Vesli. Thế thì cái việc đấy nó rất là quan trọng. Khi mà ta chú trọng đến sức khỏe răng miệng dự phòng từ khi còn bé thì sau này cái việc mà chăm sóc sức khỏe răng miệng cho các bạn nhỏ nó cực kỳ đơn giản các bố mẹ ạ. Chứ còn nếu các bố mẹ mà không quan tâm thì sau khi tổn thương nó nặng lề thì lúc đấy cái vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn, thì nó vừa mất công mất thời gian mà đau đớn cho các con. Thế cho nên là rất mong các bố mẹ cũng như quý vị phụ huynh người ta quan tâm đến cái việc mà bôi Vesiflor dự phòng sâu răng cho các bạn nhỏ bố mẹ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào cái quá trình mà bôi Vesiflor cho bạn Nguyên Khôi, xem cái việc bôi Vesiflor nó có mất quá nhiều thời gian cũng như là có cực khó khăn trở ngại gì đối với các bạn nhỏ không bố mẹ nhé. Đây là cái quá trình mà bôi Vesiflor cho Nguyên Khôi đã xong. Chúng ta cùng lắng nghe cảm nhận của Nguyên Khôi, nghe Nguyên Khôi chia sẻ xem là bôi Vesiflor thì có khó chịu hay là đau đớn gì không nhá. Nguyên Khôi ơi, cô vừa mới bôi Vesiflor cho Nguyên Khôi đấy. Nguyên Khôi cảm thấy thế nào nhỉ? Dạ, con cảm thấy nó ngọt như là kẹo táo ấy. À, ngọt như là kẹo táo. Thế trong quá trình làm thì có khó chịu hay là có bị đau gì không? Không, con cảm thấy rất là thoải mái. À, cảm thấy rất là thoải mái. À, và tận hưởng ạ. Thế thì Nguyên Khôi có cái lời nhắn nhủ gì đến các cái bạn nhỏ mà các bạn chưa biết đến cái việc bôi Vesiflor ấy? Nguyên Khôi có muốn nói gì không? Có. Ừ. Các bạn hay nói với phụ huynh của các bạn hay đến đây để bôi kẹo táo nhé. À, các bạn nghe thấy Nguyên Khôi nhắn nhủ gì chưa? Nguyên Khôi bảo các bạn ơi, hãy bảo bố mẹ mình đưa các bạn đến nha khoa Dr. An để bôi Vesiflor nhá. Ngọt lắm, đấy hay còn gọi là bôi kẹo táo ấy. Thế thì cô với cả Nguyên Khôi cùng chào các bạn ạ. Tạm biệt. Đúng rồi, tạm biệt, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.